gọi là Thánh lễ truyền dầu, vì trong Thánh lễ này Đức Giám mục sẽ truyền phép ba thứ dầu, đó là dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và dầu thánh hiến. Ba thứ dầu sẽ phân phát về các giáo xứ để các linh mục dùng ban phát các bí tích cho giáo dân trong cả năm. Dầu bệnh nhân sẽ được dùng để sức cho những người ốm nặng hoặc già nua kiệt sức. Dầu dự tòng sẽ được dùng để sức cho những người chuẩn bị chịu phép rửa tội. Dầu thánh hiến sẽ được dùng để sức cho những người chịu phép thêm sức. Trong đời sống phần xác, dầu có nhiều công dụng hữu ích, thì trong đời sống linh hồn, dầu thánh cũng sinh những công hiệu tương tự qua các diệm tích. Về phần xác, người ta dùng dầu để thắp sáng, thì phần linh hồn, dầu thánh cũng soi sáng trí khôn và xua đuổi mọi tối tăm lầm lạc. Người lực sĩ trước khi lên võ đài quen xoa dầu cho cơ thể nhẹ nhàng, bắp thịt dẻo dai, thì người dự tòng trước khi rửa tội cũng được sức dầu thánh nhằm trang bị cho linh hồn những ơn cần thiết để sẵn sàng vào cuộc chiến với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt, và để trung thành tin theo Đức Kitô đến cùng. Về phần xác, người ta dùng dầu để bồi dưỡng cơ thể, tăng cường nghị lực, thì dầu thánh dùng trong phép thêm sức cũng ấp ủ sức mạnh của Thánh Linh, ban cho người tín hữu được mạnh sức giữ đạo và xưng đạo ra, dù gặp khó khăn cũng được vững lòng trông cậy. Tại sao giáo hội lại cử hành thánh lễ này? Thưa, vì dầu là một trong những chất liệu được dùng để cử hành các bí tích, mà các bí tích là những máng thông ơn phát xuất từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và cuộc khổ nạn của Chúa bắt đầu từ chiều thứ năm sau bữa tiệc ly. Một điểm khác, các linh mục nếu có điều kiện phải về tham dự và đồng tế với Đức Giám mục và nhắc lại lời tuyên hứa ngày thụ phong linh mục. Như trong một gia đình, cha mẹ, anh chị em, con cái thường họp nhau lúc bữa ăn chung quanh mâm cơm do người cha chủ tọa, thì trong thánh lễ hôm nay, mọi đấng bậc trong giáo phận, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân cùng họp nhau chung quanh bàn thờ để tham dự thánh lễ do Đức Giám mục chủ tế. Sự họp này nhắc chúng ta nhớ rằng giáo phận là một gia đình, trong đó mọi người phải hợp nhất với Đức Giám mục, như cành với cây, như dây với đàn, hợp nhất những phần trong một thân thể. Sự hợp nhất phải thể hiện bằng sự cảm thông, chia sẻ buồn vui, bằng sự tương thân tương ái, nhất là bằng lời cầu nguyện. Sự hợp nhất đó cũng là dấu chỉ của chúng ta về Chúa, về lời Chúa với các tông đồ khi Ngài nói: nếu chúng con có lòng yêu thương nhau thì mọi người sẽ nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy. Tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta quyết tâm thực hành những điều sau: một, cảm tạ Chúa Giêsu đã đoái thương để lại cho chúng ta bảy bí tích là kho tàng vô giá, là những trạm tiếp tế ơn thiêng cho chúng ta trong mỗi chặng đường quan trọng cuộc đời. Để tỏ lòng cảm mến Chúa, chúng ta hãy siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích giải tội và mình thánh Chúa, vì phép giải tội là phương thuốc thần dược chữa lành mọi bệnh tật linh hồn, và là phép mình thánh Chúa là lương thực bồi bổ linh hồn chúng ta. Chúng ta cùng siêng năng tham dự thánh lễ. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để chúng ta hướng về đoàn đồng tế hiệp trong thánh lễ truyền dầu ngày hôm nay.
danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa anh chị em, chúng ta rất vui được gặp lại nhau sau một thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Hôm nay, tôi rất vui mừng được gặp gỡ những khuôn mặt thân thương, quý ông bà và anh chị em trong ngôi nhà thờ chính tòa này. Trong thánh lễ này, chúng ta thấy có sự hiện diện của cha đại diện, của các cha quản hạt, các cha hàng giáo sĩ giáo phận cũng như các cha dòng. Chúng ta thấy có sự hiện diện của đông đảo các nữ tu và quý ông bà, anh chị em. Hiện diện tại nhà thờ chính tòa là trái tim của giáo phận hôm nay. Chúng ta nói lên vui mừng và tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội và quê hương Việt Nam của chúng ta an bình sau những tháng ngày lo lắng, hoang mang, sợ hãi vì dịch bệnh. Để nói lên niềm vui gặp gỡ ấy, tất cả chúng ta hãy chào đón nhau bằng một tràng pháo tay rộn rã. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ tưởng niệm Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục, hay chúng ta còn gọi là thánh lễ truyền dầu. Lẽ ra lễ này phải được cử hành trong tuần thánh, nhưng vì lý do đại dịch, cho nên tòa thánh đã cho phép chúng ta có thể lui lại để cử hành vào một ngày khác thuận tiện. Mặc dù là cử hành trong tuần thánh hay cử hành vào một thời điểm khác, thì ý nghĩa của ngày lễ không thay đổi. Hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục triều cũng như linh mục dòng, luôn luôn được ơn thánh thiện, xứng đáng trở nên hiện thân của Đức Giêsu giữa đời. Chúng ta cầu nguyện để cho mỗi thành viên dân Chúa trong đại gia đình giáo phận Hải Phòng luôn luôn hợp lực với nhau để xây dựng giáo hội, để cùng nhau truyền giáo, cùng nhau loan báo tin mừng của Đức Giêsu cho con người của thời đại hôm nay. Ngày lễ truyền dầu cũng được gọi là ngày sinh nhật của các linh mục, tức là các linh mục qua bí tích truyền chức thánh thì được sinh ra trong ơn gọi mới của thiên chức linh mục để trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu. Vì thế hôm nay là ngày sinh nhật của các cha đang hiện diện nơi đây, chúng ta có tràng pháo tay để chúc mừng ngày sinh nhật này. Kính thưa anh chị em, cách đây 203 năm, ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên ở Fatima, một làng quê nhỏ bé ở nước Bồ Đào Nha. Và cứ mỗi tháng, cứ ngày, mỗi ngày 13 cho đến tháng 10 năm ấy, tức là năm 1917, Đức Mẹ đều đặn hiện ra để gặp gỡ các thị nhân để truyền tải sứ điệp của Fatima. Sứ điệp mà Đức Mẹ gửi đến chúng ta đó là hãy ăn năn sám hối, hãy siêng năng lần hạt và hãy tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Đức Mẹ hứa với các thị nhân, nếu thế giới làm điều ấy thì thế giới sẽ được bình an. Hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần cầu nguyện cho thế giới được bình an. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới bởi lẽ ngày hôm nay tại nhiều quốc gia, đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành nghiêm trọng và lây lan nhanh chóng, làm nhiều người chết và nhiều người mắc bệnh. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ Fatima, cầu nguyện cho hàng linh mục, cầu nguyện cho chúng ta và cầu nguyện cho thế giới được an bình. Với tâm tình ấy, giờ đây chúng ta bước vào phụng vụ và trước hết, chúng ta cùng nhau khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm của mình để xin Chúa thanh tẩy cho những yếu đuối và bất xứng của chúng ta. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Thánh Thần sức dầu tấn phong con một Chúa, làm đấng thiên sai và làm Đức Chúa. Chúa đã hiến thánh chúng con khi cho chúng con được kết hợp với Người. Xin cho chúng con cũng nhờ Người trở nên chứng nhân của tin mừng cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chứa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho các thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, trong thời gian gần 2 tháng vừa qua, vì lý do đại dịch COVID-19, cho nên hầu như mọi hoạt động của xã hội đều bị tê liệt, trừ những dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống. Người công dân được mời gọi ở trong nhà để tránh dịch bệnh lây lan. Những hoạt động tôn giáo của chúng ta cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Các thánh lễ chỉ thu lại với một số rất ít người tham dự để phòng tránh dịch bệnh. Trong những ngày ấy, chúng ta mới cảm thấy sự cần thiết của thánh lễ như thế nào đối với đời sống người tín hữu. Và chúng ta cũng cảm thấy linh mục cần thiết đối với chúng ta như thế nào. Có nhiều người cố gắng đến nhà thờ để được tham dự thánh lễ, nhưng mà không vào nhà thờ được bởi vì trong nhà thờ không nên tập trung quá đông người. Vì thế, có những người đã cảm thấy hững hụt bởi vì không được tham dự thánh lễ, vì đối với họ, thánh lễ làm nên một phần thiết yếu của cuộc sống. Vì thế mà thời gian đại dịch giống như là một khoảng lặng trong bản nhạc cuộc đời. Để rồi qua cái khoảng lặng ấy, chúng ta lại bừng lên niềm vui với những khúc nhạc mới, và chúng ta nghe thấy âm điệu ấy tuyệt vời hơn. Thời gian đại dịch vừa qua cũng cho chúng ta nhận ra thánh lễ quan trọng như thế nào đối với đời sống của người công giáo, và linh mục cũng quan trọng như thế nào đối với giáo hội, đối với đời sống đức tin. Đức Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã thiết lập chức linh mục. Qua việc thiết thập lực chức linh mục, Chúa Giêsu muốn ở lại với nhân loại cho đến tận thế. Chúa ở lại một cách huyền nhiệm. Chúa ở lại qua chính con người của linh mục. Chúa ở lại qua bí tích thánh thể. Chúa ở lại qua lời của kinh thánh. Và chức linh mục có quan hệ logic biện chứng với giáo hội. Như một nhà thần học đã khẳng định, giáo hội, bí tích thánh thể làm nên giáo hội và giáo hội làm nên bí tích thánh thể. Không có linh mục, không có bí tích thánh thể, không có người dâng thánh lễ, không có người đọc lời Chúa Giêsu để biến đổi bánh trở thành mình Chúa và rượu trở thành máu Chúa. Không có linh mục sẽ không có hiện thân của Chúa hữu hình trên trần gian.
Không có linh mục sẽ không kết nối được như trung gian giữa trời và đất để dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa và dẫn đưa Thiên Chúa đến với con người. Chính vì thế, trong thánh lễ này, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hợp lời cảm tạ Chúa và cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra tầm quan trọng của linh mục trong đời sống đức tin của các cộng đoàn giáo xứ và của cộng đoàn giáo hội nói chung. Chúng ta cũng cầu nguyện để các linh mục nhận ra ơn gọi của mình cao quý như thế nào. Bởi vì ơn gọi chúng ta gọi là ơn thiên triệu. Qua bí tích truyền sức thánh, các linh mục được trở nên hiện thân của Chúa Giêsu giữa đời, để qua các linh mục mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục làm những điều Chúa đã làm khi người còn sống ở trần gian, đó là làm phép lạ, chúc lành, rao giảng, thánh hóa, nâng đỡ con người và đồng hành với con người trong những lúc vui mừng cũng như trong những lúc bi ai của cuộc sống. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng Thánh Luca, chính lời Chúa Giêsu đọc ở trong hội đường Nazareth là lời ngôn sứ Isaiah trước đó 700 năm. Ngôn sứ Isaiah đã nói: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sức dầu cho tôi, Người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng, nâng đỡ những tâm hồn đau thương và giải phóng những người bị giam cầm tù tội." Nhìn theo lăng kính đức tin, chúng ta thấy các linh mục là những người đang làm những công việc ấy, là làm những công việc chính Chúa Giêsu đã làm cho thế gian được rỗi, như chúng ta đọc trong kinh Linh Mục Thầy Cả Thượng Phẩm Đời Đời. Vì thế mà các linh mục là những người được sức giàu. Mỗi chúng ta là Kitô hữu cũng là những người được sức giàu. Nhưng chúng ta được sức giàu trong bí tích rửa tội, chúng ta được sức giàu trong bí tích thêm sức, các linh mục được sức giàu trong bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, đồng thời còn qua bí tích truyền chức thánh để trở nên người được sai đi như Đức Giêsu loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ này được gọi là thánh lễ làm phép giàu hay thánh lễ truyền giàu, bởi vì lát nữa chúng ta sẽ cùng tham dự nghi thức làm phép ba loại giàu: giàu dư tòng, giàu bệnh nhân và giàu thánh hiến. Giàu có ý nghĩa như thế nào trong đời sống chúng ta? Giàu có ý nghĩa thế nào trong truyền thống thánh kinh? Giàu có ý nghĩa thế nào trong cái nhìn thần học của giáo hội? Thưa quý ông bà và anh chị em, trong truyền thống thánh kinh cũng như truyền thống y học phương Đông, giàu dùng để chữa lành, để xoa dịu các vết thương, giàu nâng đỡ con người, giàu giúp cho họ có sức mạnh. Vì thế mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh của giàu, chúng ta thấy ít là ba cái chức năng quan trọng này. Thứ nhất là giàu tỏa hương thơm. Người ta thường sức giàu để tỏa hương thơm khi người ta đi dự hội nghị, khi người ta gặp gỡ bạn bè, để người ta cảm thấy mình đi đến nơi nào thì có một cảm giác dễ chịu cho bản thân và dễ chịu cho những người xung quanh. Chúng ta thấy trong tin mừng Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu dự tiệc thì có một người phụ nữ đem bình ngọc dầu thơm đắt tiền đập ra và rửa chân cho Chúa, đồng thời sức dầu. Bà rửa chân bằng nước mắt của bà, lấy tóc mà lau, đồng thời lấy dầu sức lên bàn chân Chúa. Vì thế cho nên chúng ta thấy cái chức năng đầu tiên của dầu đó là sức để thơm, có một mùi hương thơm dịu dàng, dễ chịu, tạo một ấn tượng tốt đẹp cho bản thân và cho những người xung quanh. Chức năng thứ hai của dầu là chức năng chữa bệnh. Đây là một điểm tương đồng giữa truyền thống y học Á Đông với truyền thống của những người ở miền Trung Cận Đông. Bởi vì dầu làm tan những vết bầm trên cơ thể, dầu ban cho họ sức mạnh, dầu giúp cho họ trong lúc cảm cúm, dầu nâng đỡ và làm cho những bệnh nhân được khỏi bệnh. Nhiều thứ dầu khác nhau có chức năng chữa bệnh. Chức năng thứ ba của dầu, đây là chức năng theo truyền thống thánh kinh và theo cái nhìn thần học của giáo hội, dầu để thánh hiến. Những người được sức dầu hoàn toàn thuộc về Chúa. Đây là dầu hoan lạc như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Đây là dầu của niềm vui, đây là dầu của ân sủng. Những ai được sức dầu, Thiên Chúa ban cho họ những hồng ân đặc biệt.
và làm cho họ tách riêng thành một thế giới, như thể là một thế giới riêng biệt, những người thuộc về Chúa hoàn toàn để làm những công việc Chúa sai đi. Và đồng thời, qua những việc làm của những người được sức giàu, Thiên Chúa ban ơn cho họ để họ có quyền năng, họ có sức mạnh phi thường, họ làm được những điều mà chính Thiên Chúa với quyền năng của người mới có thể thực hiện được. Vì thế, kính thưa cộng đoàn, ba chức năng của giàu, chức năng thứ nhất là để tỏa hương thơm, chức năng thứ hai là để chữa bệnh, và chức năng thứ ba là giàu để thánh hiến con người, làm cho họ hoàn toàn thuộc về Chúa. Như thế, trong thánh lễ hôm nay, khi chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục, tôi xin quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục trên toàn thế giới nói chung và cầu nguyện cho các linh mục của giáo phận chúng ta nói riêng được ba cái chức năng ấy. Thứ nhất là tỏa hương thơm, thứ hai là chữa lành vết thương của con người về tinh thần, thể xác, và thứ ba, đi đến đâu thì đem sự thánh hiến của Chúa đến đó. Mỗi linh mục sống trong một cộng đoàn giáo xứ được mời gọi như Chúa Giêsu tỏa hương thơm giữa đời. Như Thánh Phaolô nói, anh em đã là những người đã được rửa tội, anh em hãy cố gắng để đời sống của anh em như của lễ tỏa hương thơm trước nhan Thiên Chúa và trước mặt anh chị em mình. Ước chi các linh mục của chúng ta qua cách sống của mình tỏa hương thơm, đó là điều tốt lành, một cuộc sống có những nhân đức cần thiết và đồng thời một cuộc sống hài hòa đối với anh chị em xung quanh, những người lương dân cũng như những người giáo dân, những người không cùng niềm tin với mình cũng như những người cùng chung niềm tin với mình. Điều thứ hai là chúng ta cầu nguyện để các linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu, đi đến đâu thì sẽ chữa lành những vết thương thể xác và tâm hồn của những anh chị em tín hữu. Trên hành trình cuộc đời, chúng ta mang nhiều vết đau thương, những vết thương về tinh thần và thể xác, những lo lắng, những băn khoăn, những tổn thương, những yếu đuối, những tội đã phạm. Các linh mục là những người hiện diện để chữa lành chúng ta bằng lời Chúa, qua bí tích giao hòa, qua bí tích sức giàu, qua bí tích thánh thể, và qua sự tận tâm phục vụ của các linh mục, để rồi như thể người ta cảm thấy Chúa Giêsu đang hiện diện để chữa bệnh như trong tin mừng đã kể lại. Và chức năng thứ ba, chúng ta cầu nguyện để các linh mục của chúng ta thực sự trở nên thánh giữa đời. Linh mục vừa là con người, nhưng mà lại là người được chọn giữa muôn người. Linh mục mang trong mình thiên chức linh mục vô cùng cao quý, nhưng mà vẫn là con người mang nhiều yếu đuối, khuyết điểm. Chính vì thế, cần đến lời cầu nguyện của chúng ta là những người tín hữu giáo dân để các linh mục thực sự trở nên thánh thiện giữa dân Chúa, như Chúa Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa đến để đem ơn lành cho thế gian. Qua bí tích truyền chức thánh, linh mục được sức giàu để được thánh hiến. Đôi tay được sức giàu để thánh hiến, để rồi có thể dâng lễ, có thể đụng chạm tới mình máu Thánh Chúa, có thể dơ lên để chúc lành cho những người tin hữu. Vì thế, chúng ta cầu nguyện để những linh mục của chúng ta thực sự được trở nên thánh giữa đời và là nguồn suối thông truyền cho chúng ta những ơn lành đến từ Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong truyền thống Cựu Ước, có ba nhân vật, ba chức năng được sức giàu. Một là các tiên tri, hai là các tư tế, ba là các vua. Ba người ấy được sức giàu, và sức giàu có nghĩa là để họ được thánh hiến, sức giàu để họ trở nên người của Thiên Chúa, sức giàu để họ có khả năng làm những điều phi thường, sức giàu để họ có tư cách để họ nói với dân và dân lắng nghe, tôn trọng những người được sức giàu. Chúng ta thấy trường hợp David khi bị vua Saul săn đuổi và giết chết và đe dọa giết chết. Nhưng David vẫn tôn trọng Saul bởi vì ông nói, tôi không phạm đến người đã được Chúa sức giàu. Vì thế mà trong một cơ hội rất thuận lợi, Chúa trao Saul vào tay của David. Ông chỉ cần cầm gươm mà chém là được. Nhưng mà ông không làm việc ấy bởi vì ông không xúc phạm đến người đã được sức giàu. Trong Cựu Ước có ba chức năng được sức giàu, một là ngôn sứ, hai là tư tế, ba là vua. Đức Giêsu được sức giàu chính Thánh Thần, bởi chính Chúa Thánh Thần.
Và Chúa Giêsu được sức dầu để mang ba chức năng ấy trong chính con người của Ngài, trong chính sứ vụ của Người. Vì thế mà Chúa Giêsu vừa là ngôn sứ, vừa là tư tế, vừa là vua. Ngày hôm nay chúng ta là người tín hữu được sức dầu qua bí tích rửa tội. Chúng ta cũng mang ba chức năng ấy, một là ngôn sứ, hai là tư tế, ba là vua trong giáo hội, để chúng ta cộng tác phần mình thánh hóa thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa đã ban hồng ân linh mục cho thế giới, hồng ân linh mục cho nhân loại. Theo con số thống kê chưa chính thức, trong thời gian đại dịch vừa qua, nguyên tại hai quốc gia châu Âu là hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất về đại dịch COVID-19 là nước Ý và nước Tây Ban Nha. Trong hai quốc gia này, đã có khoảng 200 linh mục chết vì bệnh dịch COVID-19. Các ngài chết vì nhiễm bệnh, các ngài chết vì dấn thân để chăm sóc kẻ liệt, các ngài chết để dấn thân phục vụ những công tác xã hội. Đó, con số 200 người linh mục qua đời làm cho chúng ta không khỏi đau lòng trong một bối cảnh mà giáo hội châu Âu đang có ít linh mục và có ít ơn gọi. Tuy vậy, chúng ta cũng cảm thấy tự hào bởi vì các linh mục đó là những người dấn thân bất chấp nguy hiểm nên giống Chúa Giêsu để đến với những người cùng khổ, những người mang bệnh tật, và các ngài đã chết cùng với họ như Đức Giêsu đã chết trên thập giá thay cho các tội nhân. Chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho các linh mục của chúng ta luôn luôn trung thành để xứng đáng là hương thơm giữa đời, để xứng đáng là người nâng đỡ và chữa lành những vết thương tinh thần và thể xác của con người, và để xứng đáng là hình ảnh của Đấng Thánh đang hiện diện giữa trần gian. Amen.